Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và mình cũng là chủ của thương hiệu Kiên Luxury. Bên mình chuyên phân phối những dòng máy đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng từ Hublot, Rolex, Omega cho đến rất là nhiều những thương hiệu cao cấp khác nữa. Anh em thì liên lạc với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ Longines mình vừa mới về. Và em này của mình sẽ với tình trạng lướt full set đầy đủ, full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết chiếc đồng hồ Longines. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về thiết kế đồng hồ này anh em nhé. Longines là một trong những thương hiệu rất là gạo cội, cực kỳ lâu đời của Thụy Sĩ. Và thương hiệu này đã trải qua rất là nhiều năm hình thành cũng như phát triển. Nói đến thương hiệu Longines thì không ai không biết rồi. Chiếc đồng hồ mình đang cầm trên cổ tay sẽ là một em Longines Master với thiết kế đề mi vàng hồng với cái size cũng tương đối là to, size 42mm. Thông thường với những dòng máy Master, anh em sẽ thường trải nghiệm những dòng máy 38.5 hoặc là 40mm. Em này của mình sẽ là em với cái thiết kế size hơi to hơn một chút. Nhưng tất nhiên, dòng máy Master thì luôn là một trong những dòng máy dễ đeo bậc nhất của thương hiệu Longines rồi. Ví dụ như chiếc đồng hồ này size 42 nhưng tay mình 15.7cm, anh em vẫn thấy trên tay mình rất là đẹp, rất là vừa vặn, phải không ạ? Sơ qua một chút về phần sổ thẻ phụ kiện đồng hồ trước khi mình đi vào đánh giá chi tiết thiết kế Longines ngày hôm nay. Thì ở đây mình sẽ có được đó chính là phần hộp giấy cũng như là phần hộp da phía bên ngoài. Anh em chỉ thấy hộp giấy, hộp da cùng với cả bốn mắt thừa của chiếc đồng hồ này. Anh em tay nhỏ, tay to, tay vừa, anh em đều đeo rất là hợp lý thôi. Ở phần phía dưới phần gối này thì mình sẽ có thêm những cái phần phụ kiện khác như là phần tác của chiếc đồng hồ, tác giấy Longines, chủ yếu là tác giấy anh em nhé. Ở đây thì sẽ là quyển sổ hướng dẫn sử dụng này. Quyển sổ này thì sẽ được in với rất là nhiều thứ tiếng với tất cả những dòng máy của Longines, cộng với việc hãng sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng như thế nào và những chú ý anh em cần biết về những thông số của chiếc đồng hồ nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Ở phần cuối trang thì mình sẽ có được cái thẻ. Cái này thì nó sẽ là thẻ bảo hành toàn cầu. Em này của mình thì sẽ có tên đại lý chính hãng phân phối ở đây. Ở dưới thì sẽ là phần mã máy series. Và anh em để ý thấy ở trên cái tag này thì nó còn, ở trên cái thẻ này thì nó còn có thêm một số những cái thông số ký hiệu nữa, thêm đặc tính của chiếc đồng hồ như là chất liệu thân vò, khả năng chịu nước, máy tự động, vân vân. Bộ máy thì sẽ là L88 rồi. Quay trở lại với chiếc đồng hồ ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ có được một em Longines Master size 42mm, một cái size hiếm hoi mà anh em có thể thấy được ở trên thị trường. Tình trạng thì sẽ là nguyên zin lướt full set rồi. Với chất liệu thân vỏ đề mi vàng hồng 18K thì mình sẽ có được phần niềng cũng như là những phần mắt chỉ dày đây. Nó sẽ được bọc vàng 200 micron. Nếu anh em nào nói đây là chất liệu được làm bằng vàng đúc thì nó không chính xác anh em nhé. Nó đã bọc vàng 200 micron, như vậy thì nó mới là chính xác và đầy đủ. Giải thích về bọc vàng 200 micron thì mình có thể giải thích với anh em. Nó sẽ là một lớp vàng với độ dày là 200 micron. Một số thông tin thì nó sẽ ghi là GC200, có nghĩa là gold cap 200 micron. Mạ vàng thì nó sẽ là công nghệ lên màu hoặc là công nghệ mạ một lớp vàng non tầm khoảng 2.5 cho đến 0.75 cho đến 2.5 micron. Dát vàng, công nghệ mà anh em thường thấy trong thương hiệu FC thì nó sẽ rơi vào tầm là 10 micron. Còn chiếc đồng hồ này thì nó sẽ là 200 micron, một lớp vàng rất là dày. Anh em sẽ có cảm nhận là chất vàng nó cũng giống như là vàng đúc vậy. Tuy nhiên, mức giá thành nó sẽ đỡ hơn được rất là nhiều so với cả vàng đúc, bởi lớp vàng này tất nhiên nó sẽ mỏng hơn so với cả vàng đúc anh em nhé. Mặt đồng hồ thì sẽ là mặt trắng rồi và nó sẽ có được những cọc số La Mã. Tông màu thì nó sẽ là hai tông màu trắng và đen là tông màu chủ đạo. Ở phòng atrium này cùng thì cũng sẽ là những cọc vạch cùng với cả những chữ số học trò thiết kế màu đen. Ở trên góc 12 giờ thì mình sẽ có được dòng chữ Longines cùng với cả biểu tượng đồng hồ cát với cánh thời gian. Ở dưới sẽ là dòng chữ automatic. Ở dưới cùng góc 6 giờ sẽ là dòng chữ Squidmate. Kim cọc làm nên chiếc đồng hồ này, 3 kim giờ phút giây thì sẽ là những thiết kế kim đông xanh. Kim đông xanh thì sẽ có đặc điểm là khi anh em nhìn trực diện thì nó sẽ ra một kim màu tối, còn nếu anh em nhìn nghiêng với ánh sáng mạnh chiếu vào thì nó sẽ ra những kim màu xanh thiết kế nổi bật lên rất là đẹp. Anh em sẽ thấy này, những kim đông xanh nó sẽ nổi trội và nó sẽ tô điểm cho chiếc đồng hồ rất là đẹp. Kim đông xanh thì sẽ có đặc điểm là nó sẽ khó chế tác hơn rất là nhiều so với cả những loại kim khác. Người
chế tác đồng hồ, họ phải nung loại kim này ở một nhiệt độ nhất định, cao hơn thì nó sẽ ra màu khác và thấp hơn nó cũng sẽ ra màu khác, và phải ở một nhiệt độ cao qua nhiều công đoạn chế tác thì mới ra được kim nung xanh anh em nhé. Về phần chỉnh lịch giờ phút giây cũng như lịch ngày thì nó cũng sẽ như là những em đồng hồ khác thôi, anh em kéo hai nấc ra thì nó sẽ là chỉnh giờ phút giây, còn kéo một nấc thì sẽ là chỉnh lịch ngày. Đó, như anh em thấy, sau khi mà chỉnh chuẩn tất cả mọi thứ xong, anh em ấn cho mình kịch cái nút này vào. Mặt kính làm nên chiếc đồng hồ sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối chống xước, và thân vỏ thì sẽ là đánh bóng là chủ yếu thôi. Những dòng máy master thì bao giờ cũng sẽ có được thiết kế thân vỏ đánh bóng. Thông thường với những dòng máy master thì thiết kế đồng hồ đã tương đối là mỏng rồi. Em này của mình còn là thiết kế size 42, nên cái cảm nhận về thân vỏ chiếc đồng hồ nó còn mỏng hơn nữa. Ở đằng sau đáy thì mình sẽ có được một thiết kế đáy hở. Em này của mình là một em sử dụng bộ máy, anh em có thể thấy dòng chữ đó ở đây, L888.2. Thì đây là một bộ máy sẽ cung cấp cho người chơi, người đeo 21 chân kính, 25.200 tần số dao động cùng với cả 65 giờ chữ cod. Anh em có thể thấy được giờ chữ cod đã được nâng lên rất là nhiều so với cả những thiết kế đời máy trước rồi. Và đằng sau đáy này thì mình sẽ có được dòng chữ là gì, Longines Master Collection. Tiếp theo nữa thì sẽ là series. Ở đây thì nó sẽ là khả năng chịu nước 33, có thể đi mưa rồi tay nhẹ được. Nói chung là những thông số này thì mình đã vừa review hết cho anh em rồi, nó chỉ là những cái ký hiệu thể hiện đặc điểm đặc tính thôi. Longines là một trong những thương hiệu khá là hay, khi mà tất cả những đặc điểm của đồng hồ, gần như tất cả thì nó sẽ được thể hiện hết bởi những ký hiệu thông số ở đằng sau đáy. Ở đây thì mình sẽ có thêm một bộ dây đi kèm, anh em sẽ thấy được anh chủ cũ dùng chiếc đồng hồ này rất là giữ gìn. Anh khách bên mình sau một thời gian chơi cũng như sử dụng, anh có quay đầu lên đời để lên một chiếc Rolex. Cuối cùng thì sẽ là một bộ khóa, nó sẽ có dòng chữ Longines bên này và biểu tượng đồng hồ cát được cánh thời gian bên này. Bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử, tình trạng thì siêu siêu lướt rồi, rất là đẹp. Anh chủ cũ thì cũng có chu vi cổ tay, sai tay, xem tay mình, anh em sẽ thấy này. Mình đeo vừa vặn luôn. Anh em là tay to hơn thì đeo cũng rất là đẹp thôi, mà anh em là tay xem tay mình thì đeo cũng rất là ok. Chiếc này nếu như anh em vào hãng, anh em lấy new thì anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá rất là cao. Hiện tại thì mình đang có sẵn một em siêu siêu lướt, đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện đi kèm theo. Mình đang giao lưu loanh quanh là 48 triệu anh em nhé. Thế anh em nào mà quan tâm về thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu đổi các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn anh theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.